Camera vô tình quay lại những sai lầm trở trêu nhất không thể tin được đã xảy ra. Hello, 500 anh em bạn gì đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá nha. Các bạn ơi, những trận cười rúng rúng, những pha sai lầm tét nách lại được tổng hợp ngay trong video ngày hôm nay. Anh em sẵn sàng chớ nha, vào việc ngay với tôi nhá. Yo. Rồi rồi, đề thi bằng lái rất là sát với thực tế luôn à. Vâng, tình huống bất ngờ, đang đi thì gặp ngay chướng ngại vật. Trời ơi, làm tao hú cả hồn. Thật đây. Ôi, đi xuống cái kiểu gì thế hả? Đúng biết đấy. Thổi nến chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Thổi phát bay luôn cái hàm trắng giả. Đỡ làm sao được nè. Quê. Quả nhiên các bạn ơi, không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Phá đánh knock out đồng đội là có thiệt. Rồi tên trộm bước vào căn bếp, cục thịt to chà bá, thôi lấy về nhà ăn dần thôi. Ui da, bị bỏng rồi. Đáng đời tên trộm, ngốc sừng ếch quá đi. Rap mùa lũ kiểu, trời, thay vì đi bằng xe chúng ta đi bằng thuyền, lại trả tiền quá các bạn nhờ. Anh có phải anh tới mà anh đập cái xuồng không vậy? À, đúng rồi. Thôi. Đây, một pho tượng vị thần nào đó đang lạc trôi trong dòng nước. Xin chào các con, ta xuống hạ giới thăm thú một xíu. Đây, em gái, chắc là trốn đi học đấy mà. Nghệ nha bà. Ủa à, bắt được con mực to chà bá, có miếng nhậu ngon rồi nha. Này thì bắt tao lên bờ à, tao phun cho mày chết. Ông anh số nhỏ thiệt á trời. Hãy xem đây, tôi chỉ là một lần duy nhất thôi. Không biết là đi chơi bowling hay là đi phá hoại nữa luôn ông già. Ơi, cái chậu hoa bán đi chắc được nhiều tiền lắm tụi bây ơi. Ê, nặng vậy trời, nhức hết cái nách luôn. Thôi bỏ luôn đi, dẹp. Superwoman, người đàn bà lực điện trong truyền thuyết, tự mình vác cái máy giặt như cái nồi cơm vậy đó. Nay thì cần cái quái gì đàn ông nha. Em yêu, em có đồng ý lấy anh không? Bất ngờ nha ông già. Ôi, trời, ngã tung mỏ luôn. Tưởng lãng mạn, ai dè lãng xẹt bà. Cười đã tắt, đằng sau cũng tắt, bởi vì anh tắt nụ cười chỉ... Thanh niên đam mê thể thao, thế nhưng lại không chịu được nóng kiểu. Sáng chế tuyệt vời nha ba, cơ mà hơi cồng kềnh đó ngang. Đây, món gà nướng bóng đêm trong truyền thuyết xin hân hạnh được tài trợ. Bé gà hỏa thiêu xứng đáng được 5 củ. Ông chồng đang bơm bóng muốn tét cái nách thì... Ôi trời ơi! Ta nói chứ bơm bóng căng quá làm chi vậy? Để nó phát nổ vậy trời, làm hú hồn ghê không? Những cú đá như trời giáng quá là đỉnh cao đi. Cho đến anh chàng cuối cùng. Ủa,
bị hình nhân phản đam liền. Thua một hình nhân, Giang lúc ấy sẽ ra sao? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Ủa, ê, lần đầu tiên thấy có người tắm bằng dầu xe đẩy luôn nha trời. Anh Sa này chắc là bị lắc nhẹ rồi nha. Kiểu gì? À, thèm đùi gà quá đi, chị không có nổi luôn trời á. Sang ơi, hai con cờ hó thi nhau liếm màn hình thấy cũng hơi tội nha. Nắm lùng lên xe kiểu. Đó, chân ngắn cũng không thể thắng nổi đam mê mà các bạn ha. Nhưng mà hơi xu nha anh trai. Thanh niên da bánh mật nhảy top top thể hiện bản thân. Hey da. Phá tự hủy cực mạnh đi vào lòng đất. 10 điểm cho sự chính xác. Ra đường nhưng vẫn không quên dọa trẻ con. Thằng nhỏ khóc thét với cái mũ của ông anh phía trước luôn á trời. Thanh niên ra triều lính canh gác. Bà nội, cái tên trẩu tre này nhìn ngứa mắt vậy trời. Chỉ muốn đấm cho vài nhát thôi. Mày chết nè. Vừa nướng gà lại vừa muốn chiêu. Trời, hợp quá còn gì nữa các bạn ha. Các thanh niên sửa đường ống nước nhưng cũng phải bất lực, không ngăn được nước bắn tung ra ngoài. Ngâm mãi mới được cái bình rượu gội cuối cùng. Một phút bất cẩn đổi lại sự cày cú. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến kiểu. Trời, không biết nay ăn gì ta. Mình có nên về nhà học bài không trời? Ngửi đây nhưng mà tâm hồn thì bay chỗ khác. Cho dù các bạn có kỹ năng đó, thế nhưng ô về quá thì nó cũng thành sâu. Đến siêu nhân thì cũng phải né quái xe, thì các anh em biết thế nào rồi ha. Khi vợ ngồi ghế lái xe, còn ông chồng thì kiểu: trời ơi, sợ quá bà ơi, trang bị đầy đủ cho nó chắc. Người ta bảo đàn ông là những đứa trẻ lớn xác, quả không sai tí nào luôn bà con. Đấy, em gái nhảy tấp tốt và cái kết. Rách toạc cái quần. Hơi quê nha bà già. Vâng các bạn ơi, hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được một ngày vui vẻ và xả stress cực mạnh nha. Anh em nhớ like và subscribe kênh một cái nhẹ nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Nghiện Khám Phá.